Lê Phúc xin chào cô chú anh chị và các bạn đang xem kênh. Chúc mọi người có một ngày thật vui và nhiều sức khỏe. Thì hôm nay mình chia sẻ tới các bạn một món bánh, đó chính là món bánh da lợn tráng. Và để làm món bánh này thì cũng không quá cầu kỳ. Khi làm xong thì phần bánh của mình có màu xanh đẹp mắt, khi ăn thì lại dai ngon và đặc biệt bánh lại rất là thơm nữa. Thay đổi ngoại hình một chút thì bánh của mình trông sẽ lạ mắt hơn. Và để làm thì mời các bạn hãy cùng theo dõi hết video nha. Và thấy mình chia sẻ hữu ích thì đừng quên ủng hộ mình bằng cách like, share và đăng ký kênh. Và để làm bánh thì mình sẽ chia ra làm hai phần. Đầu tiên thì mình sẽ làm cái phần màu xanh lá dứa trước. Với màu xanh lá dứa thì mình chuẩn bị ở đây là 150g bột năng, 50g bột gạo. Nước cốt lá dứa thì mình xài là 250ml, 200ml nước cốt dừa, 100g đường cát, một ít muối trắng. Rồi bây giờ bắt đầu pha luôn nha. Để pha bột thì bây giờ mình cho hết 50g bột gạo vào trong tô. Và cho vào đây là 100g đường cát. Dằn vô chút xíu muối trắng các bạn. Mình trộn đều lại rồi cho hết 250ml nước cốt lá dứa vào. Hòa tan cái chỗ bột gạo này ra trước. Khi bột gạo gần tan thì mình cho hết cái chỗ bột năng vào. Và cũng cho hết 200ml nước cốt dừa vào luôn nha. Thì các bạn không có dừa trái, mình có thể sử dụng nước cốt dừa lon. Hòa tan ra hết rồi thì mình để qua một bên. Rồi tiếp theo thì mình chuẩn bị tới cái phần lớp đậu xanh. Lớp đậu xanh thì mình xài ở đây là 100g. Và tiết kiệm thời gian thì mình cũng đã nấu cho cái phần đậu xanh này chín hẳn rồi. Và 100g bột năng, 150ml nước lọc, 120g đường cát, một chút xíu muối và mình cũng bắt đầu pha luôn nha. Và để bắt đầu pha bột mình cũng sẽ cho hết 100g bột năng vào trong tô. Và cho vào 120g đường. Thì tất cả nguyên liệu này mình cũng sẽ để chi tiết cho phần mô tả, các bạn có thể bấm vào xem. Rồi dằn vô chút xíu muối nữa. Rồi từ từ mình cho hết 150ml nước lọc vào. Với phần nhân này thì mình sẽ không cần làm cho quá nhiều bột. Và khi đã hòa tan xong thì mình cho hết cái chỗ đậu xanh vào trong tô bột luôn nha. Mình hòa tan bột trước rồi mới cho đậu xanh vào. Rồi bây giờ mình sẽ cho cái hỗn hợp này vào trong máy xay sinh tố, xay cho nhuyễn mịn ra. Đậu xanh sau khi xay xong thì mình sẽ được một cái hỗn hợp rất là mịn như vậy. Các bạn cho lại ra ngoài tô. Hai tô bột thì cũng đã pha xong, rồi bây giờ để cho bột nghỉ tầm khoảng từ 15 tới 20 phút nha. Tô bột màu lá dứa thì mình cũng đã để nghỉ đủ thời gian rồi các bạn, rồi bây giờ trộn đều cái tô bột này lên. Và múc cho qua bên nồi. Múc một ít thôi chứ không cần múc nhiều để mình lấy trùng mình tạo độ sánh cho cái phần bột này. Mình cho qua tầm khoảng bao nhiêu đây là được. Rồi bây giờ mình sẽ đặt lên trên bếp. Rồi mình mở bếp lên. Các bạn để với lửa nhỏ và khuấy tới khi nào mà phần bột của mình hơi sánh và đặt lại một chút là được. Bột mình khuấy được một lúc thì cũng đã bắt đầu nóng lên và hơi vón cục lại này các bạn. Lúc này thì mình sẽ tắt bếp. Và khuấy tới khi nào mà cái phần bột của mình nó đều lại. Rồi bột mình đánh một hồi thì cũng đã đều lại này các bạn. Không đặc quá nha. Loãng loãng như thế này thì mình pha mới dễ. Rồi bây giờ mình sẽ cho trực tiếp vào trong cái tô bột luôn. Bột có cái màu xanh rất là đẹp này các bạn. Khi mình khuấy thì cũng không có bị mất màu nữa. Mình làm cho nó mềm như thế này thôi. Các bạn mà khuấy cho nó chín quá thì bột nó dai. Khi mà mình hòa tan với cái phần bột nước này á, nó rất là khó. Khi đã cho vào xong thì mình đảo nhẹ lại. Để hai cái phần bột này từ từ nó hòa với nhau thì cái phần bột của mình sẽ sánh lại. Bột thì mình cũng đã hòa tan lại với nhau hết rồi các bạn. Khi hòa tan xong thì bột của mình rất là sánh nè. Còn phần bột của đậu xanh á, thì đã sánh sẵn rồi nên là mình sẽ không cần phải lấy trùng nữa.
Và bây giờ mình sẽ chuẩn bị một cái nồi nước sôi, sau đó và đem cái phần bột này đi hấp luôn. Và để hấp bánh thì mình sẽ sử dụng một cái khuôn tròn này các bạn, và lót vào trong khuôn là một miếng lá chuối nhỏ. Từ từ mình sẽ cho cái phần bột này vô. Một váng bột màu xanh lá dứa. Và một váng bột đậu xanh. Bánh thì mình chỉ hấp mỏng thôi chứ không hấp cho quá dày nha. Thì bây giờ mình đậy nắp lại, mình hấp trong vòng là 2 phút. Nồi bánh thì mình cũng đã hấp được 2 phút rồi nè các bạn. Lúc này thì cái phần bánh của mình nó cũng đã trong rồi. Thì chuẩn bị mình lấy bánh ra. Khi lấy ra xong á thì mình ướp ngược cái miếng bánh này xuống một cái miếng lá chuối khác. Và tất nhiên cái miếng lá chuối này mình cũng sẽ thoa dầu nha. Lấy ra xong thì các bạn lại cho cái miếng lá chuối này vào trong khuôn. Rồi tiếp tục mình lại cho một vá bột. Và một vá đậu xanh. Các bạn đậy nắp lại và mình hấp tương tự. Cái bánh thứ hai thì cũng đã được cho vào hấp rồi. Thì tiếp theo mình sẽ cuộn cái phần bánh này lại. Các bạn xếp hai đường là hai bên. Cuộn lại cũng giống như là bánh ướt ngọt vậy. Nhưng khác là mình làm cái phần nhân ở trong là đậu xanh. Như vậy là mình đã xong được một cái bánh rồi, màu sắc rất là đẹp. Bên này là đậu xanh, còn bên này là màu xanh của lá dứa. Rồi mình để qua một bên. Cái bánh thứ hai thì mình hấp cũng đã được rồi nè các bạn. Tương tự thì mình cũng lấy ra. Và úp ngược cái phần bánh này xuống. Với cái bánh thứ hai này mình cũng làm tương tự như vậy luôn nha. Các bạn muốn ăn cái nhỏ thì mình cho ít bột thôi. Rồi, như vậy là mình cũng đã xong được cái bánh thứ hai này các bạn. Cái màu xanh của lá dứa rất là bóng và cái màu vàng của đậu xanh nữa. Nhìn trong cái bánh khá là ngon và cách làm này thì cũng rất nhanh gọn. Phần bánh da lợn chán thì mình cũng đã làm xong rồi các bạn, và để được ngon hơn thì mình cho anh đây một ít mè rang. Cái màu xanh của lá dứa rất là nổi bật luôn nè. Khi mà mình tráng như thế này thì cái phần bánh nó không có bị mất màu. Xong rồi thì mời các bạn hãy cùng thưởng thức cái món bánh này với mình nha. Và đây là cái phần bánh da lợn tráng của mình nè các bạn. Khi tráng xong thì phần bánh rất là ráo, không hề bị dính vào nhau luôn nha. Và bánh của mình lại mềm, dẻo mà lại dai ngon nữa. Cái phần xanh xanh này là đậu xanh đó các bạn. Rồi bây giờ thì mời các bạn hãy cùng ăn với mình cái món bánh này. Phần bánh khi ăn vào thì bánh của mình rất là mềm và dai này các bạn, độ ngọt vừa phải chứ không ngọt quá. Mùi vị thì cũng y như là cái phần bánh da lợn vậy, tuy nhiên thì cách làm nó chỉ hơi khác một chút thôi. Và bánh vẫn giữ được cái màu xanh đẹp và làm theo cách này thì phần bánh của mình trông khá là lạ mắt nữa. Và như vậy là mình cũng đã chia sẻ xong tới các bạn món bánh này rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video. Bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại và chúc các bạn thành công với món bánh này.